thì bản chất của mốt như nào. Sau đó thì một cái mà cái lực rất là căn bản mà bạn phải trải nghiệm để mà bạn có thể học tốt cái chương trình vừa chúng ta là cái chương mẫu. Bạn sẽ gặp rất là nhiều cái môn học khác. Bây giờ một cái lực nữa, hiện nay đang các cô biết các tại các phòng thí nghiệm hiện đại, bạn về công ty Hậu Giang, bạn vô phòng RD hoặc là PC, bạn qua trung tâm thí nghiệm Cần Thơ hoặc là bạn ghé trung tâm phân tích chuyên sâu của đại học Cần Thơ như này, hay là các cái trung tâm phân tích khác, thì bạn thấy có một thiết bị mà luôn luôn hiện diện ở đây mà giá tiền cũng rất là mắc, đó là cái phương pháp sát khí lỏng hiệu năng cao. Thì chúng ta sẽ học sát khí lỏng mỏng là cái rất kinh điển để mà làm việc. Bây giờ chúng ta học một cái rất là hiện đại để mà thực tiễn chỉ ra như thế nào. Chỉ tiếng Anh đó là High Performance Liquid Chromatography. Đây là sắc chromatography, tôi biết rồi. Sắc ký, lỏng, performance là hiệu năng cao. Thì chúng ta học xong cái này, chúng ta nhập gì đây? Vì đi bạn học về sắc ký lỏng là một thiết bị. Thành ra chúng ta phải biết được cái cấu hình. Trong cái thiết bị này nó bao gồm những module nào, vai trò từng module nó như thế nào. Ý nghĩa đó. Rồi chúng ta sẽ coi nếu mà với cái phương pháp sắc lỏng thì nó cao gì đó thì các thông số đặc trưng của nó là thông số nào, rồi làm sao để mình tối ưu hóa được cái điều kiện sắc khí trong cái sắc khí lỏng, và cuối cùng chúng ta sẽ phân tích về gì thì cái thiết bị này hiện nay là có mặt ở hầu hết các cái phòng thí nghiệm hiện đại, không chỉ ngành dược ta đâu, bên ngành y, bên ngành nông nghiệp, bên ngành thực phẩm vân vân nó đều có hết. Thì tại sao lại như vậy, chúng ta thử cho nó ứng dụng được cái gì. Vì với mục tiêu đó chúng ta sẽ có nội dung học theo như thế này. Bây giờ chúng nói về sắc khí lỏng năng cao trước rồi. Lịch sử của nó, cái kỹ thuật này nó chỉ được phát triển vào thập niên 60 và 1960 cho đi. Thì cái nhóm cái nhà nghiên cứu đầu tiên mà chế tạo cái máy này và cái công trình về sắc khí lỏng với cái cơ chế phân bố này đọc trẻ Nobel năm 1960 mấy thì quên. Nhưng mà cái nhóm đầu tiên mà phát minh cái máy này là chính là Huber, Tiersman và Gittin người Mỹ. Cái nhóm này là nhóm mà thiết kế lên cái máy này đầu tiên. Thì đã công bố phương pháp sắc khí lỏng mới có tên là, đầu tiên đặt tên là HSLC chứ không phải là HBLC. Sắc khí lỏng tốc độ cao thì S là speed. Lúc đó người ta chưa có quan niệm về cái từ hiệu năng cao, ra những từ speed là tốc độ cao. Tuy nhiên người ta thấy nó không phù hợp, kiểu chữ tốc độ này không có mô tả được bản chất của cái quá trình sắc khí này. Người ta mới đổi lại cái tên là hiệu lực cao, chữ E là efficiency đó. Nhưng mà cuối cùng vẫn không bộc lộ hết được bản chất phương pháp. Và thế giới sau đó người ta sẽ thống nhất cái tên là performance HBLC, người ta sẽ chọn thế giới. Nó bộc lộ hết được cái bản chất của phương pháp là sắc khí lỏng người năng cao. Vì thì bạn thấy đây, đây là hình ảnh này. Đây là hình ảnh một hệ thống máy sắc khí lỏng của hãng Hitachi. Nó đầy đủ các module thì các module, đây là bơm, cái bơm. Chúng ta sẽ nói về từng bộ phận một. Vì đây là cái autosolder thì bỏ mẫu vô, chúng ta bỏ mẫu thì bỏ vô đây. Nó hãy tiêm mẫu tự động, autosolder là nó tiêm mẫu tự động được. Và cái này là cái bộ điều nghiện cho cầu. Và cái này là cái đầu dò để phát hiện. Và đây là hệ thống cung được dung môn và cung cấp điện cho các cái module phía dưới. Thì với một hệ thống thông thường như thế này, với đầu dò là PDA thôi, thì một hệ thống thông thường như thế này thì nó giá khoảng 1.2 tỷ. Hình ảnh phía bên đây là hình ảnh ngày sửa ngày xưa, cuối năm 2007. Lúc đó trường mình nghèo lắm các bạn. Thì dự án, lúc đó là dự án là nó chưa có, mà lúc đó thầy có đề nghị. Lúc đó mình làm việc kinh dược cũng ổn. Thì đề nghị mua thì nguyên cái này chỉ có cái bơm thôi, phải tương ứng lên nè, bơm. Rồi sau đó là có cái đầu dò, quý biết là đầu dò mà căn bản nhất, thường quy nhất. Tổng hệ thống này tổng cộng là 660 mấy triệu đó. Đó tiền của trường, mà phải giải thiết mình cũng kiếp luôn mới được. Hồi xưa nó là bao nhiêu đây thôi. Cái khởi nguyên của nó là cái máy quý biết, sau đó là cái hệ thống này. Tuy nhiên bây giờ bạn lên bộ môn mà thấy nó khác rồi. Bây giờ hệ thống này nó cao lên rồi. Nghĩa là sau đó là một bên nó cho tiền thì sẽ mới option lên, auto xung lên, option lên các cái đầu dò khác. Thì bây giờ nó cao giống như bên đây này. Thì một hệ thống thông thường như thế này với đầu dò là dạng như là UBIT hơn thì nó khoảng là 1.2 tỷ. Thì như thế nào gọi là sắc khí lỏng nguyên cao, chúng ta tìm hiểu được. Thì trước khi bạn định nghĩa về nó, bạn hiểu về nó thì bạn thử coi cái phim này thử nha. Coi phim này thử xem nào.
đến đây đúng không? Bây giờ hệ thống chúng ta hiện đại tại bộ môn chúng ta, cái ngày xưa là đầu tiên, sau đó chúng ta được dự án chúng ta option lên thì bộ phận khác cao hơn. Nguyên hệ thống này bây giờ trị giá khoảng tỷ mốt tỷ hai đó. Còn ở bên đây là hệ thống đặt mô là vừa để phân tích vừa để bắt điều chế, thì cái này khoảng tỷ tám rồi. Còn cái một cái mà mất tỷ hiện nay là cái gần 9 tỷ của bộ môn. Cái này là lúc nó đang dạy chuyên khoa một kiểm nghiệm các bạn. Thì thầy hướng dẫn nhiều máy, thì hiện nay gia tài của bộ môn mình được 1, 2, 3 nên cái này cộng lại khoảng 12, 3 tỷ gì đó. Ngoài ra trong bộ môn còn những thiết bị nhỏ khác, nhưng mà ba thiết bị lớn như thế này. Thì cũng cả là quá trình các bạn. Bạn có biết là ở trên nhiều thành phố Hồ Chí Minh cũng mua bán thiết kiểm nghiệm là chưa có hệ thống này. Nhưng một cái bước tiến rất là lớn. Ở chỗ khác thì có, họ có cái trung tâm khoa học kỹ thuật thì họ có hệ thống. Hệ thống thứ này nhưng mà đời trước chúng ta, cái này chúng ta đời sau. Thì nói chung là cái điều cũng rất là tuyệt vời. Cái máy này là do cái IDB họ tài trợ với nhà trường cũng cho tiền, thì gần 9 tỷ rồi. Thì để cho bạn biết hiện nay sau bộ môn thì khoa dự được thành lập từ năm 2025 tháng 12 năm 2002. Thì tới thời điểm này là chúng ta đã là 15 năm rồi đó. Thì chúng ta rất là nhiều khóa ra trường nhưng mà nói chung rất là mừng là nhiều người đánh giá là bộ môn phát triển là khá nhanh đó. Họ biết là các bộ môn trên trường Sài Gòn họ là 30 mấy năm rồi đó mà họ vẫn chưa được đầu tư hệ thống máy này. Thì ở đây một phần là nỗ lực của các bộ môn, một phần là nhà trường chúng ta cũng dám đầu tư, chúng ta phải nhận vấn đề. Thật ra có máy mà xịn cũng mừng lắm bạn, nhưng mà cái lo rất là lớn, lo lắm. Bởi vì ngoài giáo dục, ngoài giảng dạy, ngoài nghiên cứu là lý của nhà trường là phải làm được cái dịch vụ để thu tiền. Thì thật ra thì chúng ta đang kiếm cơ chế, con người chúng ta đủ máy móc chúng ta có, thì có cái là cái cơ chế nó phải là ISO 17025 thì chúng ta phải nhà trường dám đầu tư đó thì chúng ta sẽ làm được, chứ không phải như bên y. Bên y nó khó cái sao, nó dễ hơn cái sao. Thật ra trước khi mua cái máy này bạn học hội đồng đông lắm, các bạn không biết đâu, hội đồng trường này có mười mấy người đông lắm. Một số bác sĩ bên y họ phản biện rất là căng, họ nói là tại sao em mua cái máy này gần 9 tỷ, 9 tỷ này tôi sẽ mua được 4 cái siêu âm, 2 cái gì, cái siêu âm là cái gì vậy? Không, cái thật mà nó đúng á. Tôi mua xong tôi bỏ vô trường, cô sẽ đến cho bên viện trường thì tôi lấy được tiền. Nhưng mà có hai điều mà họ quên. Thứ nhất, cái mục tiêu dự án thế giới này á, là người ta thấy là người ta đầu tư cho giảng dạy và nghiên cứu để phát triển cái kiến thức. Người ta biết thiết bị nào có thể là phát triển. Ở đây là cái dùng cây thuốc rất là nhiều. Ở đây là cái dùng mà thực phẩm đang là vấn đề rất là rối loạn. Đúng không ạ? Người ta đầu tư để mà giáo dục, nghiên cứu để mà nâng cái sức khỏe. Gọi là dự án là năng lực y tế rồi mà thu công. Thì ý nghĩa của họ là nó phục vụ cho giáo dục và nghiên cứu là chính. Đó là điểm chính. Cái điểm thứ hai đó là bạn đồng ý với thầy là trong một cái trường đại học thì mình đừng có tính tới tiền nhiều quá, bạn nói theo cái môi trường hàng lâm á thích nó khác cái môi trường làm kinh doanh. Bạn mở công ty thì khác mà bạn mở một trường đại học là khác. Ví dụ bạn có biết là giá trị vô hình không, mà học nếu mà học xíu xíu về kinh tế cái là giá trị hữu hình và vô hình, mà có nghe cái câu này không? Hữu hình là một tháng kiếm được 20 triệu để các bạn cái cọp này nè. Đúng không? Nhưng mà giá trị vô hình là như thế nào? Ví dụ như mình nói giá trị vô hình nghe trời đứng nha. Ví dụ như tôi là phó giám đốc công an, tôi nói với mấy thằng kia, ê, chỗ đó tụi tao thì tự nhiên mọi thứ là sao? Nó không gì hết, nó vô hình. Đúng không? Một giá trị vô hình khác, giả sử như cái trường này nè mà Bill Gates nói rằng bây giờ giả sử không, một trong những cái mong muốn của thầy là bữa nào thầy thật nhiều thời gian viết một bài rất là xúc tích, rất là nhiệt huyết để gửi không ạ, bởi vì quỹ Madeleine Bill Gates quỹ từ thiện lên tới 29 tỷ đô la và họ sẵn sàng tài trợ cho những dự án là để phát triển thuốc mà phòng trị bệnh, trong đó là ung thư được rất quan tâm và ví dụ cây thuốc chúng ta đây là rất là nhiều cây thuốc có khả năng là hỗ trợ được trị ung thư. Thật sự những cái con người đó bạn làm gì có trách nhiệm và bạn là những người là có nền tảng thì họ sẽ không bán. Bây giờ giả sử như cái trường chúng ta mà Bill Gates chịu đầu tư một cái mà bạn thấy là cái sức mạnh vô hình nó khủng khiếp trên thế giới này, bạn thấy không? Về giáo dục cái ngành
Giả sử như cái trường này có 300 giảng viên mà giảng viên nào cũng giống như ông thầy Kiên chẳng hạn, thì bạn thấy cái trường này nó khủng khiếp. Cái giá trị vô hình đó không thể đo đếm được đâu. Bởi vì mỗi trường đại học nó cần cái chuyên môn và sự uy tín. Thì ý này em nói là giá trị vô hình đó phải là từ con người, từ cái máy này chẳng hạn. Ví dụ như báo cáo học toàn quốc một cái trường rất là lớn như thầy không dám so sánh, nhưng mà về cùng một mảng, nhưng mà mình làm được cái việc đó, mà những trường lâu năm mà chưa làm được cái việc đó chẳng hạn, thì đó là một dấu ấn rất là lớn. Bạn nói thầy không? Đó là giá trị vô hình, không biết được đâu. Nhưng mà chúng ta được đó, mỗi người có điểm, nhưng mà thầy vẫn nhìn thấy giá trị vô hình đó. Để làm sao cho đội ngũ nhân viên họ phải chất lượng hơn, làm sao cho kỹ thuật chúng ta phát triển hơn, thì ở một môi trường đại học cũng cần cái điều hàng lâu đó hơn. Còn có gì mà chúng ta cũng gặp bài toán bây giờ 9 tỷ bao lâu thì lấy lại 20 tỷ hay là cái gì đó, không phải lấy được đâu, hứa với bạn là sẽ lấy được đó. Nhưng mà phải có một cái chiến lược, cái lộ trình. Chúng ta muốn làm thì làm, đây bên mình đứng hát, bên đây còn có cái máy siêu âm, chi phí siêu âm vô thì bạn có hợp pháp không? Và họ sẽ vừa mua, họ đưa cho mình điện, họ khám bệnh, họ lấy tiền hợp pháp không? Rất hợp pháp. Nhưng đây có được phép gì không? Không được. Bây giờ bạn cái phiếu bệnh, người ta đến gặp bạn, người ta làm thế nào? Cụ thể là trường hậu giang chẳng hạn, họ qua họ đang làm gì mấy cái thực phẩm chức năng và dược liệu rất là nhiều, và một họ tham gia tiêu chuẩn biết với Nhật, thì Nhật bắt buộc là dược liệu đó phải kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong dược liệu mới được phép đưa vào sản xuất. Bên đó họ không hề có máy này đâu, và họ liên lạc với thầy đào tạo 8-9 người gì đó để cung cấp cái chứng chỉ, đồng thời là mình có làm